chào các bác nhé. Bây giờ Thọ đang ở trong nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc để ghi lại tất cả những hình ảnh của ngày họp mặt họ đỗ toàn quốc đang được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Đây Thọ đang đứng trong nhà thi đấu tỉnh Phúc các bác nhé. Đây là có một cái màn hình nhất 120m². Hội đồng họ Đỗ Đậu Việt Nam họp mặt truyền thống toàn quốc họ Đỗ Đậu Việt Nam lần thứ 24 xuân Giáp Thìn 2024 Vĩnh Phúc ngày 24 tháng 3 năm 2004. Dòng họ sum vầy nghĩa anh em Đỗ Đậu muôn phương về hội tụ. Đây các bác chỗ này để cho tất cả các đoàn khách về đây chụp ảnh nha. Chào các bác nha. Bây giờ đã là 1:20, họ vẫn đang ở trong nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Để buổi chiều hôm nay, công việc buổi chiều hôm nay.
cái khu vệ sinh đi giải cho nó. Chiều nay có chương trình múa Lân Sư Tử các bác nha. Đoàn trưởng người ta bảo mình thế nào vậy ấy, còn mình xuống phố biết đâu. Chết thất đầu. Tối hôm nay là cho các chuyện lên tivi đây. Đây là cụ nam và cụ nữ đây. Cụ nữ tất à? Nữ tất. Ồ. Đây là con dâu nhá, đã chia chia. Con gái này. Con dâu. Vâng, đây thì báo cáo các bác, đây là toàn dâu với gái họ Đỗ này. Hôm nay về phục vụ đại lễ này. Vâng, chào chị nhá. Con chào các cụ nhá. Các cụ hôm nay ra dự buổi chiều nay vui lắm các cụ ạ. Vâng vâng, em đang quay mà. Ô toàn người sinh nhé. Ông ơi, cho chị em nhà con xin chào cái nào. Ok đấy. Là cái gì nhỉ? Nói như nào nhỉ? Nói em biết luôn. Lại ông thành công rỡ đi. Quá xinh. Anh ông ơi, em xin tí hình ảnh anh ông ơi. Vâng, xin tí. Vâng, đây bác Đỗ Văn Đồng, quê Vĩnh Thịnh nha các bác này. Trung tâm của tiệc rượu này. Vâng, xin chào các bác nha. Đây là đội của Thành Lãng này. Chuẩn bị giết kiệu. Xin chào các bác nha. Bây giờ đã chuẩn bị đến đầu giờ buổi chiều. Tất cả các đoàn múa lân, kéo co, trò chơi sẽ diễn ra tại vòng quanh nhà thi đấu của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bác nha. Và các bác cố gắng sắp xếp thời gian công việc để theo dõi video của Đỗ Tiến Thọ. Hôm nay Thọ rất vinh dự được thay mặt cho dòng họ của xã Yên Lập vào đây để ghi lại tất cả những hình ảnh này của ngày đại lễ họp mặt tòa họ Đỗ Đậu toàn quốc Việt Nam tổ chức tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc các bác nha. Trước mắt các bác là một đội múa trống lân, biểu diễn lân các bác nha, rất hoành tráng. Thời tiết này rất đẹp, nó có nắng một tí nhưng mà mọi người đều phấn khởi.
trông rất hoành tráng các bác. Đoàn dẫn đoàn trước. Thế thì bác cùng em ấy đi dẫn đoàn ra đấy, ra chỗ tập trung á. Vâng. Tôi không rồi và xin đi đâu.